clip sự cố xích lô đâm vào ô tô và cái kết ấm lòng. Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội đang truyền nhau một clip tình huống thú vị khiến nhiều người thổn thức, được ghi lại bởi camera an ninh nhà người dân ven đường. Theo clip, vào lúc 10 giờ 46 phút ngày 5 tháng 8 năm 2022, trên đường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bên ngoài trời đang có một cơn mưa. Một người đàn ông mặc bộ quần áo mưa đi bộ và đẩy xe xích lô chất đầy các bao tải, ống nhựa và đồ đạc lỉnh kỉnh. Khi xe xích lô đang đi thì bỗng nhiên hàng hóa đổ ập xuống đường, khiến người đàn ông vội vàng buông tay đỡ lấy. Chiếc xích lô khi đó theo đà di chuyển nhưng không có định hướng, cũng vô tình hút vào chiếc ô tô màu đỏ, được cho là của hãng Mitsubishi đậu ven đường. Theo chia sẻ của chủ xe là anh Phạm Văn Tê, câu chuyện rất nhỏ và sự việc không hề có gì to tát. Mình đăng đoạn clip lên mạng xã hội vì thấy chú xích lô quá đàng hoàng, lịch sự và tử tế nên rất trân trọng. Chiếc xe xích lô đâm vào khiến ô tô bị móp nhẹ ở bên hông, nhưng gia đình mình đã không yêu cầu chú phải đền gì. Vậy mà chú ấy đi về rồi lại quay lại hẳn hai lần, chứ không chỉ một lần, để mong được gặp chủ xe. Theo đó, do anh Tê đi vắng, không có ở nhà, chú xích lô đã không thể gặp mặt anh. Dường như cũng áy náy và cảm thấy có trách nhiệm, chú sau đó đã quay lại đến hai lần để hỏi xem mình có phải đền bù gì không. Khi vợ anh Tê từ chối không nhận đền bù, cũng như khẳng định anh Tê không bắt đền, chú đã rất cảm động cũng như chịu đi về. Hành động ân cần có trách nhiệm của chú xích lô cũng như cách đối nhân xử thế nhẹ nhàng của gia đình anh Tê đã khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy ấm lòng. Trong đời sống này, mình từng nghe câu cứ hễ làm việc gì mà suy nghĩ cho người khác thì mình làm gì cũng dễ dàng. Chúc cho bác chủ xe, chú xích lô sẽ luôn văn minh như thế. Lòng người mới chính là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống này. Quá là không thể đánh giá bất cứ điều gì qua vẻ bề ngoài được. Chúc cho câu chuyện này và những tấm lòng như cụ chủ xe cũng như bác xích lô sẽ luôn lan tỏa đến với mọi người. Các bạn cảm nhận như thế nào về hành động quay lại đến tận hai lần của chú xích lô và cách ứng xử nhẹ nhàng khiến ai nấy cũng phải ấm lòng của chủ xe ô tô? Để lại một bình luận cho chúng tôi được biết ở bên dưới nhé. Đừng quên like, share, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi. Thank you.